gọi view anh tham quan cái view. View này rất là đẹp. Hồ cá tự nhiên này. Văn Trung đang có mặt tại sông Ray Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì nơi đây tôi sẽ quay cái view này cho quý vị xem ngắm chơi nhé. Đây, toàn nhà gỗ và sim lung tung hết. Cây kiểng rất là nhiều. Đây, cây này là cây sim Thái. Quá trời sim luôn. Ba gian hai trái, quá là vip luôn. Nhà cổ điển là theo phong cách ngói cũ chứ họ không phải mới. Có cái vip này là chưa làm xong đâu khoảng năm. Cái này mình thấy làm lâu lắm rồi nha. Để em qua đây xem đất mình thấy cái vip này rất lâu rồi. Cam là đặc biệt nhất là gỗ. Ở bên kia có thêm ba cái nhà gỗ, ở dưới một cái. Đang lên khu tối cùng bay ha. Đó cái này là xây cái tối cùng chơi. Thái với cây trồng sinh thái quá trời. Cái gì vậy? Cái này hả? 2 triệu hả? Mà cái gốc nó to mà. Gốc nó đâu hợp nhỏ đâu. Em có mua lọc vừng. Lọc vừng có mua chỉ cho mấy cây đoạn đó. Còn có cái chung 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 mà có cái vỏ nữa. Khi mà ông làm
cỏ lạc này. Cỏ nó khúc này. Rồi đến 2030 là hoàn thành công trình. Mà đi qua được đây. Đó, đằng kia là ông trồng dừa hết rồi. Đi xuống này xem. Ao này có cá chứ Nam? Ao này họ nuôi cá rồi. Đây thuộc sông Ray Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Bên này họ trồng cam, quýt. Kia có nhà gỗ bên kia. 1, 2, 3. Có 6 cái nhà gỗ nha các bạn. Chỗ này thì dự kiến là làm cái sân bắn. Sân bắn mini. Lát nữa mình sẽ ra cái hướng ngoài quay cho quý vị xem cái phong cảnh rất là đẹp. Cây tác phẩm bonsai cây xanh các bạn. Đây là trong miền Nam này ít sim, không có sim cho nên mua những sim này, sim mua nhé. Họ trồng nguyên một cái cỡ khoảng hơn một sào sim, toàn sim không. Đấy, nhà cổ lầu. Thêm một chiếc ô tô dục phía dưới. Vứt đi. Tuyệt phẩm. Sim này mà nó nở bông này rất là đẹp. Ôi dưới đây có một cái hồ nữa này. Cái này là cái dòng suối hả anh? Dòng suối ngăn lại đúng không? Còn kia còn nuôi cả mấy con vịt đây. Để xem mấy con vịt này. Vịt, 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 vịt. Nuôi mấy chú vịt này để đây làm kiểng. Đây là cái này là cái suối nhỏ mà người ta ngăn lại làm cái hồ luôn nhé. Chỗ này mai mốt sẽ trồng sen. Còn một cái chuồng dê. Như kiểu Đà Lạt đấy nhờ. Đà Lạt mộng mơ như kiểu này này các bạn này. Đồi núi nhấp nhô hết. Xa xa có mấy cái ca.
mấy nhà gỗ. Đây mình sẽ đi ra cái hướng ngoài này, hướng ngoài này có thêm mấy căn nhà gỗ to, rất là vip luôn. Đây mình cái gì mà không biết, mình chưa biết đâu. Đây có một cái ao nhỏ nhỏ ấy. Hoa hồng này, tre vàng này, tác phẩm này, tre vàng uốn tay, bánh xe, một chiếc xe đạp cũ kỹ ngày xưa, vàng xinh. Thank you.
đây vẫn có một cái tác phẩm cây hoa hồng chiến hoa xe. Hoa hồng chiến hoa xe của mình. Đây là cây mua của Việt Nam này. Mua. Đây là tác phẩm hoa hồng chiến xe. Bên này có cả cái nhà lục giác này, lục giác này đấy. Đến trong kia thì có một cái căn nhà gỗ to, cũng ba gian hai cái này. Cái căn kia thì nó cao to hơn cái này. Đây là cái gì đấy? À, cái này cái mận này. Qua đây được là mấy anh dắt chiêm ngưỡng một cái view tác phẩm, một cái view nghỉ dưỡng rất là đẹp. Chào quý vị nhé, hẹn gặp lại trong các video kế tiếp. Chúc quý vị là tràn đầy sức khỏe để đón một năm mới an toàn.